buổi sáng ngày hôm nay đã kết nối với chương trình buổi sáng ngày hôm nay à. Đầu tiên nhất là cho Thành gửi lời chào đến hơn 20 anh chị là leader cũng như là hai anh chị là tương lai là năm sao kim cương của Carrefour Việt Nam. Đầu tiên nhất là gửi lời chúc đến tất cả các anh chị là năm mới cũng như là năm Nhâm Thìn. Chúc cho tất cả các anh chị mình phát tài phát lộc cũng như là bình an khang thịnh vượng và đặc biệt nhất là giàu có thịnh vượng về tài chính trong tương lai. Nhiều người chúc sức khỏe rồi thì mình chúc nó sẽ khác và mới một xíu để mình tạo cái mới cho chính bản thân của mình cũng như là cho người nghe nó sẽ tạo những cái điều hưng phấn cũng như là khích lệ cho bản thân đối tác hay là những khách hàng của mình hay là những đối tác của mình nghe nó sẽ hưng phấn hơn. Rồi. Hôm nay cái giọng của Hoành không được tốt lắm. Nói chung là 2 ngày nay khai trương liên tục thì ngày qua cũng chinh chiến ở văn phòng khai trương điểm chuẩn ở văn phòng Mỹ Phước cũng tới tối mới xong. Rồi. Nãy giờ Hoành cũng nghe tất cả những anh chị chia sẻ về mục tiêu tuyển dụng cũng như là ứng dụng trong quá trình mình tuyển dụng nhân đối tác hay là cũng như là khách hàng để vào làm việc cùng với hệ thống nói riêng và cùng với công ty Carrefour nói chung. Và bí kíp mà để giúp cho tất cả các anh chị mà có được cái kiến thức và giúp cho anh chị có niềm tin và năng lượng. Mình học những cái kiến thức nền hay là kiến thức cơ bản hay là kiến thức về phần mềm và của những anh chị lãnh đạo đi trước cũng như những người thành công là bí kíp anh chị là để mà thần thuộc nó là đa số anh chị là phải hành động, còn mình học mà để thuộc lòng á nó rất là khó và nó sẽ làm cho bản thân của mình hay dễ bị quên và mình không có nhớ được trong cái não bộ của mình cũng như là trong đầu của mình, trong tâm trí của mình. Nếu mà anh chị đối với bản thân của Hạnh thì góc học á là đa số là mình học một lần, mình ứng dụng đâu đó 100 lần thì mình học một lần mình làm cả đời, mình không cần phải lăn tăn, mình phải học tới học lui, học tới học lui. Đối với bản thân của mình khi bắt đầu khởi nghiệp cùng với New May cũng là tiền thân của Carrefour Việt Nam, đầu tiên nhất là nói về chính sách hoa hồng hay là 10 danh hiệu, nói về sản phẩm, nói về công ty là mình học trong vòng 1 tháng là mình sẽ thần thuộc và hoàn thành nó một cách trọn vẹn luôn 100% để mình có năng lượng và để mình duy trì được năng lượng đó. Là cái đó là cái mà giúp cho bản thân của mình tốt nhất, tại vì mình phải hiểu được là chính bản thân của mình cần gì trong tương lai hay là cần gì trong sự nghiệp Carrefour hay là cần gì để giúp đỡ cho gia đình của mình, là chính bản thân của mình hiểu được bản thân của mình, không ai hiểu được bản thân của mình đâu. Cái đó là cái mà trong cuộc sống hay trong xã hội này người ta đang cần. Thì hy vọng tất cả các anh chị mình sẽ ứng dụng, mình sẽ học một cách là tự tin cũng như học một cách để mình có năng lượng và có niềm tin chính cho bản thân của mình. Rồi thì mình sẽ mượn cái màn hình cũng như là chiếu qua cái những cái file để cho anh chị thấy được là cái kỹ năng kích hoạt hay là kỹ năng mình duy trì được mục tiêu. Rồi có bao giờ cho em hỏi giao lưu xíu nha, 25 anh chị trong phòng Zoom, có bao giờ mình đặt mục tiêu với bản thân của mình là mình hỏi chính với con người bên trong của mình làm thế nào để hoàn thành được mục tiêu của mình? Đầu tiên nhất cho em hỏi là cái mục tiêu doanh số về tháng 2 á, thì tất cả bao nhiêu anh chị trong phòng Zoom này mình đã đạt được cái mục tiêu doanh số cá nhân về tháng 2 này rồi, nhờ anh Bách cho một hai người chia sẻ ha, để cho mình có sự tương tác cũng như là giúp cho chủ giảng qua Zoom hay là qua online nó có năng lượng hơn, là tất cả những đối tác hay là những nhà phân phối của mình thì có sự tương tác để cho cái phòng Zoom nó nóng lên cũng như là giúp cho mình học nó sẽ năng lượng nhiều hơn. Rồi cảm ơn em đó. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Phạm. Vâng, tiếp theo xin mời Dược sĩ Núi luôn đi ạ. Núi chia sẻ với câu hỏi của anh Phạm đó là trong mục tiêu tháng 2, mục tiêu cá nhân thì chị Núi đã hoàn thành chưa thì chị Núi nhờ. Thoải mái À, hơn. chào 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 anh Khoảnh, chào anh Bách, chào cả nhà. Thì là thực sự là
Em cũng đã có định hình hết rồi, bởi vì tháng này của em là có một người lên giám đốc mới là chị Hà. Đó, chị Hà đã ký thẻ và đã chị Hà lên trưởng phòng tháng trước, và tháng này lên giám đốc. Tháng này là hai người lên trưởng phòng. Và em thì tháng này có thể có hai giám đốc hoạt động. Và em cũng đã hoàn thành của em rồi, nhưng mà chắc là em cũng sẽ mua một suất vào cá nhân của em nữa, nhưng mà em chưa mua, mới mua 2 năm phù hợp thôi. Thế còn đang tiếp tục nữa, bởi vì giờ cuối tháng vẫn còn, hôm nay còn hơn chục ngày nữa. Thì cũng đã có nghĩa là mình cũng đã có những cái trong đầu mình đã có những cái hoạch định sẵn rồi đó, chủ yếu bây giờ mình thực hiện nó thôi và mình hành động nó thôi. Nhưng mà cũng chưa, em thì em cũng chưa tập trung như mọi người, nhưng mà nói chung cũng từng bước một để hoàn thiện nó. Và cái mục tiêu này thứ nhất là gì, mình cũng phải có niềm tin đã, niềm tin, và thứ hai nữa là có cái sự mà có một cái kế hoạch thì mình mới hoàn thành được. Còn nếu mà mình không có niềm tin, trước mắt là mình không có niềm tin, chắc chắn là mình, mới cả mình không hành động nữa, thì chắc chắn là mình không không hoàn thành được mục tiêu. Cảm ơn anh Bách. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Núi đã chia sẻ. Vâng, cũng không phải cả nhà chúng ta xác định trong tâm thế của chúng ta đó là cực kỳ thoải mái. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ có những cái kỷ luật để chúng ta sẽ cố gắng đạt được những cái gì mà chúng ta sẽ đề ra. Đó là người ta gọi là sự quyết tâm. Tức là khi chúng ta tập trung thực sự vào mục tiêu của mình thì những cái gì chúng ta cũng ta sẽ tạo ra và nó cũng sẽ đến. Vâng, còn xin hỏi một chị nữa nha. Vậy thì hỏi cô Ní đi em. Vậy thì trong tháng này cô đang đạt mục tiêu và tiến trình của nó diễn ra như thế nào, cô có thể cùng chia sẻ 45 giây được không cô Lý? Alo, xin chào các lãnh đạo quản, xin chào tất cả chúng ta. Chúc năm mới thành công tốt đẹp. Đặt mục tiêu hay là đạt mục tiêu hả? Dạ vâng, cô đã đạt được những mục tiêu gì của mình trong tháng 2 này rồi ạ? Mục tiêu và kết quả. Xin cảm ơn. Tháng 2 này chưa đạt mục tiêu nha lãnh đạo. Chưa đạt mục tiêu theo mong muốn của mình. Dạ vâng, đó là điều tuyệt vời đấy cô. Bởi vì nếu như chúng ta chưa đạt thì buổi hôm nay đến đây để là những thứ chúng ta đang cần để chúng ta kích hoạt, chúng ta sẽ đạt được những cái mục tiêu của mình. Vậy thì tiếp tục chương trình chúng ta sẽ cùng đến với sự chia sẻ của anh Trần Văn Quạnh. Cũng có thể quý anh chị chúng ta đã đạt được mục tiêu sớm, nhưng nếu như chưa đạt được thì hôm nay vẫn còn thời gian để giúp cho chúng ta có những cái chiến lược cách thức để chúng ta sẽ cố gắng nhé. Như vậy chúng ta hãy nhớ mục tiêu của mình và xin mời tiếp tục anh Quạnh, Trần Văn Quạnh. Ok, cảm ơn lãnh đạo Bách cũng như là cảm ơn cô Lý với cảm ơn bạn Núi. Buổi sáng này nói chung là sự tương tác của tất cả các anh chị rất là tốt buổi sáng ngày hôm nay. Mình phải hiểu như nè, giống như là Phạm sẽ đặt một cái câu ví dụ vậy thôi. Ví dụ nếu mà mình trong hoàn cảnh mình làm một cơ quan nhà nước nào đó, hay mình làm một công ty nào đó, nếu mà mình không có lương một tháng thì mình sẽ nghĩ được là trong cuộc sống của mình nó bế tắc như thế nào, có bao giờ mình sẽ đặt câu hỏi về điều đó hay không? Em thường nói chuyện với những người tuyến dưới của em hay là những người đối tác đang làm việc cùng mình. Lý do tại sao mình không chinh phục được là mục tiêu cá nhân của mình, tại vì mình làm bất cứ một cơ quan nào đó hay mình làm thuê ở đâu đó là anh chị phải làm mỗi ngày, và mình làm liên tục mỗi ngày. Nếu mình nghỉ một tuần thì người ta sẽ trả lương cho mình có 3 tuần mà thôi. Còn mình nghỉ 2 tuần thì người ta trả lương cho mình có 2 tuần mà thôi. Không có cơ quan, không có nơi nào mà mình làm 2 tuần mà trả lương 1 tháng được. Cái điều đó là điều trong cuộc sống, trong xã hội này. Nó bao nhiêu đời đời kiếp kiếp rồi. Cái đó là cái mà trong xã hội này họ đang ứng dụng. Thì hy vọng tất cả các anh chị mình làm Care for Việt Nam hay là làm sự nghiệp độc lập cho chính bản thân của mình, để mình có được một cái tài chính, hay mình có được một cái sự đảm bảo, mình có được cái thu nhập thụ động, thì chúng ta phải có kỷ luật từ bản thân của mình, và mình phải tự đặt kỷ luật cho bản thân của mình, và thời gian như thế nào, và mục tiêu mình như thế nào để mình thời gian như thế nào, và kỷ luật bản thân làm như thế nào, hành động liên tục như thế nào để mình hoàn thành được mục tiêu của mình. Rồi, đầu tiên nhất là khi anh chị thấy trên màn hình á, nếu mà nói về một cái gừng nguyên sinh mà nó đẹp như thế này, ngày xưa nó không thể nào hình thành nó đẹp như thế này được. Đầu tiên nhất là nó có một cái hạt, giống như là một cái hạt, nó sẽ nảy sinh ra một cái cây được sự chăm bón, và nó trở thành một cái, trong thời gian nhiều năm như vậy nó trở thành một cái khu gừng. Thì bản thân của chúng ta cũng vậy, chúng ta là một hạt mầm rất là tốt trong sự nghiệp cũng như là trong xã hội, trong gia đình của mình. Thì chúng ta muốn thay đổi được cuộc sống, chúng ta được muốn phát triển cũng như là được đạt hết mục tiêu trong cuộc đời của mình,
thì chúng ta cũng sau này trở thành một gừng người. Thường ta nói là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Thì ở đây là mình phải hiểu được là trong quá trình mình xây dựng mạng lưới là mình cần những người đối tác và những người làm việc cùng mình. Thì giống như nãy giờ em nghe là từ đầu chương trình giờ là liên quan tới là sự bảo trợ hết. Hầu như là mình bảo trợ là chính, còn bán hàng là chỉ có 10 đến 15% tới 20% mà thôi. Cái đó là cách để mình thông qua cái cuốn sách là xây dựng mạng lưới 45 giây. Thì để thông qua cái phần này thì hầu như là tất cả các anh chị trong cuộc sống của mình ai cũng có mục tiêu và ước mơ và hoài bão của cuộc sống để mình vươn lên chính bản thân của mình, cũng như là mình muốn gia đình của mình thay đổi nhanh, cũng như là thay đổi về tất cả mọi mặt, về sức khỏe, về phát triển bản thân, về tương lai, nói chung là con cái học hành, nói chung là tài chính. Hầu như là ai cũng muốn điều đó để mình có một vị trí trong xã hội này hay là trong gia đình lớn của mình. Thông qua một cái hình ở trên, cũng như là thông qua một cái gừng cây, thì anh chị sẽ nghĩ là đâu đó trong bản thân của chúng ta, giống như là anh chị nãy nghĩ chiến lược của Carrefour Việt Nam hay chiến lược của mục tiêu của anh chị, hầu như là hồi nãy nói là 1-2 hoặc là 1-3 hoặc là 1-4 hoặc là 1-5. Thì ở đây anh chị thấy là nếu mà nói một cái mô hình mà xây dựng mạng lưới tiếp thị 45 giây thì cái này là một người ở Đài Loan, người ta đã thành công và hiện tại người ta làm công ty đa cấp đứng đầu trên thế giới, và mô hình bán hàng MOM trực tiếp trên thế giới là cha đẻ của ngành MOM, và họ xây dựng trong vòng hơn 10 năm là hệ thống của họ phát triển hầu như là tất cả những quốc gia trên thế giới, hầu như là đâu đó gần 100 quốc gia. Mà điều cái là mình nói cái đó thì nó hơi xa xôi quá, mình nói chỉ quốc gia Việt Nam thôi. Thì anh chị chỉ cần có ba người làm việc cùng mình phải tìm được ba người có ước mơ, có khát vọng, có khát khao, và đặc biệt nhất là vươn lên trong cuộc sống và chứng tỏ được bản lĩnh bản thân của mình và vị trí bản thân của mình trong gia đình và trong xã hội như thế nào. Thì mình chỉ tìm được ba con thiền vàng, còn nếu mà thiền vàng được càng tốt, còn không ấy thì mình ít nhất mình cũng phải tìm được thiền bạc. Bạc xong rồi bắt đầu mình nâng cấp họ lên vàng thì nó sẽ dễ hơn, mình nâng cấp nó rất là dễ và họ tự họ nâng cấp luôn. Còn nếu mình tìm, nếu mà thiền đồng hay là thiền sắt thì tất cả các anh chị nâng cấp nó rất là lâu, và mình muốn người ta lên tới bạc mà vàng á, thì anh chị phải kiên kiên nhẫn và kiên trì và chờ đợi, chứ còn muốn họ lên liền là không có được. Cái đó là trong quy luật trong xã hội này. Thì hầu như là một cái mô hình để giúp cho anh chị thấy nó năng lượng và đảm bảo như thế nào, thì anh chị sẽ thấy được là giá trị của sự nghiệp K4 hay là sự nghiệp xây dựng mạng lưới, thì mình phải có một cái mục tiêu, cũng như là mình nhìn được cái hình này tự nhiên mình đâu đó trong bản thân của mình sẽ triết nghĩ ra và mình sẽ có mục tiêu lớn hơn để nó giúp cho anh chị có năng lượng hơn và giúp anh chị mình sẽ nói chung là năng lượng mỗi ngày, và mình sẽ có thực hiện được mục tiêu và ước mơ, hành động mỗi ngày để mình thực hiện được ước mơ của mình. Rồi, hầu như là trong cuộc sống xã hội, bản thân và gia đình, kể cả Việt Nam hay là trên thế giới, tại vì nói chung là thông qua sự nghiệp New May, tiền thân của K4, thì hai vợ chồng Phạm Tỷ cũng được tham gia nhiều chuyến đào tạo, nhiều quốc gia trên thế giới của công ty K4 Việt Nam. Thì hầu như là ở Việt Nam hay thế giới, cái hầu như là ai cũng trong cuộc sống ai cũng phải cần có tiền, cũng như là ai cũng muốn cần giàu có, cần sự giàu có nhất định, chứ không phải là cần nhất định phải giàu có. Và thường ta nói là mình giàu có là mình đóng góp cho xã hội nước của mình rất là lớn. Thường ta nói là dân giàu nước nó mới mạnh. Và anh chị để ý thử, và nếu mà những anh chị có đi du lịch những quốc gia trên thế giới thì anh chị sẽ thấy tại sao những quốc gia trên thế giới nó tiên tiến và nó văn minh và nó hiện đại. Tất nhiên là người dân của họ là họ thu nhập rất là cao và họ có cuộc sống rất là happy, họ tạo lên một môi trường mới văn minh được. Anh chị để ý thử coi, nếu mà xã hội mà nó nghèo quá, nó sinh ra những tai nạn xã hội rất là lớn. Còn nếu mà xã hội giàu có thì những tai nạn nó sẽ biến đi, và những nạn như là trộm cướp hay là giật giọc hay là tất cả những cái tai nạn khác đều nó giảm hết, hầu như là nó đều văn minh và hiện đại hết. Cái đó là cái trong quy luật của xã hội và của con người. Rồi, để thực hiện được mục tiêu cũng như là anh chị muốn có tiền nhiều,
có nhà có xe có sự nghiệp và lên danh hiệu nào mà 3 sao 4 sao 5 sao gì đó, hay là lên danh hiệu Diamond, hay là lên danh hiệu 5 sao vàng, hay là kim cương, thì anh chị bắt buộc bản thân của chúng ta phải có năng lượng. Năng lượng là tự chúng ta tạo, không ai tạo cho chúng ta được cả. Và mình để duy trì được năng lượng đó thì chúng ta phải có một cái mục tiêu rất là rõ ràng và kiên định với mục tiêu của mình. Và mình phải có mục tiêu càng rõ ràng thì anh chị đi càng nhanh. Còn mục tiêu mình không có nói chung chung. Mục tiêu là anh chị phải nói được là mỗi ngày với đối tác của mình, mỗi ngày với tuyến dưới của mình, và anh chị đi tuyển dụng là anh chị nói lý do càng lớn thì anh chị tuyển dụng càng nhanh, và nó giúp bên trong mình động lực càng mạnh. Mình không có nói lý do sơ sài được đâu. Làm doanh nghiệp doanh nhân giờ không có nói đơn giản như ngày 10 năm về trước nữa. Cứ nói là tôi dùng sản phẩm tốt rồi tôi có niềm tin rồi tôi đi chia sẻ, thì nếu mà anh chị nói vậy là anh chị không có tuyển dụng những người doanh nghiệp và tiền bạc tiền vàng được. Mình phải nói mục tiêu lớn và mạnh mẽ lên. Ví dụ em nói cho anh chị thấy được là anh chị sẽ, em nói chỉ một hai cái thôi để cho anh chị hiểu được là cái năng lượng và mục tiêu mình như thế nào. Khi mình gặp một người buôn bán hoặc một người kinh doanh, một người doanh nghiệp ở ngoài đời thường, thì anh chị phải tập trung nói về mục tiêu, về doanh số. Ví dụ là mục tiêu của núi là cuối năm nay là xây dựng khoảng đâu đó là khoảng 1.000 khách hàng thành viên, và xây dựng khoảng 35 40 người có thu nhập từ 8 triệu đến 40 triệu từ 8 triệu đến 10 triệu trở lên. Thì cái đó là cái mà mình nói lý do mình đã chọn, và bản thân nhất định là cuối năm nay là mục tiêu của núi sẽ thu nhập được mỗi tháng tương đương là khoảng 2.000 đô, là khoảng hơn 45 triệu, và chinh phục được danh hiệu của Carrefour Việt Nam là danh hiệu 3 sao và khóa 3 sao để đi du lịch New Zealand. Cái đó là cái để mình kích hoạt mục tiêu, cho kích hoạt năng lượng cho đối tác của mình cũng như là kích hoạt năng lượng cho tuyến dưới của mình. Hy vọng tất cả các anh chị mình sẽ dùng cái cuốn nhật ký của mình á, mình sẽ ghi thật là nhiều lý do trong đó. Nếu mà anh chị nào mà ghi càng nhiều lý do thì anh chị đó có động lực càng mạnh và năng lượng càng mạnh, và anh chị sẽ hành động mỗi ngày không biết mệt mỏi. Là cái đó mình đã hoàn thành, mình đã ghi được mục tiêu của mình trong cuộc đời của mình. Nhiều mục tiêu lắm, nhiều lý do lắm. Cái đó là anh chị sẽ không phải là mục tiêu gì doanh số hay mục tiêu gì danh hiệu không đâu. Mình ghi càng nhiều lý do là giống như bên trong của mình nó sẽ tự kích hoạt bên trong của mình. Mà mình ghi thì mình phải cảm xúc mình mới ghi được, và mình phải năng lượng mình mới ghi được, và bản thân của mình không có nói dối với bản thân của mình được. Hầu như là tất cả điều đó nó sẽ trở thành hiện thực hết. Anh chị cứ ghi đi. Thường ta nói là cái gì có trong đầu nó mới có trong tay, còn nếu mà không có trong đầu thì nó không có trong tay được. Mình phải hình dung tưởng tượng nó, rồi hành động nó, rồi cảm xúc xong mới hành động, thì anh chị sẽ đạt được kết quả rất là nhanh. Để thực hiện được mục tiêu cũng như là duy trì được năng lượng, và đặc biệt nhất là chúng ta tự kích hoạt bên trong của mình nên nhớ kỹ bản thân của chúng ta tự kích hoạt bên trong của mình. Nếu mình chưa kích hoạt được bên trong của mình thì làm sao mình kích hoạt được đối tác của mình và kích hoạt của nhà phân phối tuyến dưới của mình. Khi mà đối với bản thân của khoảng cách làm việc đó nha, một thứ nhất là nếu mà cơ thể mình cảm thấy rất là mệt mỏi, hay mình cảm thấy là mình không happy thì mình không có đi làm, và mình phải phục hồi được năng lượng chính bản thân của mình, cũng như là mình ăn uống, mình nghỉ ngơi, mình tìm môi trường, mình phải phục hồi tự chính bản thân của mình cái đã. Xong rồi mình mới đi ra đường. Còn đi ra đường là mình bước ra cửa là mình tập trung về phía trước, không có tập trung về phía sau, không tập trung về phía hang phía gì hết. Thì nếu mà mình làm được điều đó, mình duy trì, mình kỷ luật được điều đó thì anh chị sẽ có năng lượng rất là mạnh. Mình sẽ nhìn về phía trước là mình đi, và mình nhìn về mục tiêu của mình, và mình nhìn về cái hôm nay là mình gặp được mục tiêu là ABCD gì đó, thì mình tập trung thật là cao độ lên. Và thường ta nói là tất cả những cái gì đến với bản thân của chúng ta là điều vũ trụ ban cho chúng ta hết tất cả, với điều kiện là chúng ta mong muốn. Nếu mà chúng ta mong muốn là vũ trụ sẽ ban cho mình. Nhớ giúp giùm em. Mình phải khát vọng và mình phải khát khao thật sự để chinh phục được mục tiêu cao hơn. Ví dụ mình đã đạt được mục tiêu 1 sao rồi thì mình phải nâng cái mục tiêu mình lên là 3 2 sao, hay 2 sao vàng, hay là 3 sao. Còn nếu mà cái cách làm của mình ở trong vòng 2 sao mình đặt mục tiêu nó không đạt thì mình sẽ thay đổi cách làm của mình, cũng như là mình thay đổi cái cách đặt mục tiêu của mình để mình hoàn thành được nó. Còn nếu mà mình đã làm được cái
cái cũ mà mình đã cái ứng dụng cái cũ mình làm đã đạt mục tiêu đó rồi, thì mình sẽ giữ duy trì cái cũ đó để mình thực hiện chinh phục nấc thang tiếp theo. Còn nếu mình không đạt được thì mình sẽ thay đổi cách làm của mình, cũng như là thay đổi cái cách bên trong của mình và bên ngoài của mình để mình ứng dụng nó để mình hoàn thành được mục tiêu của mình tiếp theo. Rồi. Quan trọng nhất là sự khát vọng và khát khao, thì anh chị phải hiểu được là đầu tiên nhất là mình có niềm tin về công ty như thế nào. Thì cái khúc này thì em nhờ anh Bách kết nối và chia sẻ những anh chị phòng Zoom buổi sáng ngày hôm nay, là anh chị mình niềm tin từ công ty là công ty đối với bản thân của chúng ta là như thế nào, để cho anh chị có năng lượng chính bản thân của mình và có niềm tin chính bản thân của mình, nó mới sản sinh ra năng lượng. Và khi mình sản sinh ra năng lượng và mình có niềm tin thật mạnh thì mình không sợ bất cứ người nào ngoài xã hội này, cũng như là mình có thể mang cơ hội này đến chia sẻ cho tất cả những người dân hay là cộng đồng và những đối tác của mình trong tương lai. Thì sự kết nối của anh Bách cho mọi người chia sẻ hay, niềm tin về công ty như thế nào đối với anh chị, là anh chị thấy đặt mạnh niềm tin từ công ty như thế nào đối với bản thân của mình trong quá trình mình làm việc và xây dựng mạng lưới cùng với Kepo Việt Nam. Dạ vâng, cảm ơn anh Phạm và tiếp tục để cùng giao lưu với anh chị. Thì trước tiên bản thân Bách sẽ chia sẻ với cả nhà trong vòng 45 giây. Như vậy hiện tại thực ra thì khi làm những cái doanh nghiệp cá nhân, bởi vì đến thời điểm hiện tại thì Bách cũng đều biết rằng khi mở công ty hoặc mở hộ kinh doanh thôi, nó sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn trở ngại và thực ra thì cũng rất tốn nhiều những cái chi phí trong cái quá trình vận hành. Tuy nhiên thì Bách thấy được rằng với một cái mã thẻ của chúng ta chỉ 320 ngàn, đối với những người mà chưa kích hoạt hoạt động thì chúng ta cũng đã được coi như cấp phép hoạt động trong vòng 1 năm, thì đây là một trong những cái chi phí vô cùng vô cùng ưu đãi và nó thuộc diện vô cùng hợp lý để giúp cho chúng ta có thể có được giấy phép kinh doanh hợp lý. Thì đây là một trong những cái điều tuyệt vời, và từ đây thì Bách thấy được rằng bên công ty chúng ta là một trong những cái lợi thế vô cùng quan trọng, và Bách cảm thấy vô cùng thoải mái khi rất là dễ chịu khi mà đã có được cái đăng ký của công ty. Bởi vì khi chúng ta làm những cái khác rồi chúng ta quay sang chúng ta so sánh thì chúng ta mới thấy được rằng nó có những cái lợi thế tuyệt vời. Bởi vì rất vì thế nên Bách cảm thấy vô cùng là tự hào với cái lĩnh vực kinh doanh trong mạng hay là kinh doanh tiếp thị mạng nữa hay tiếp thị đa cấp của chúng ta, và đặc biệt là tự hào với Carrefour Việt Nam của chúng ta. Và tiếp theo thì cùng đến với quý anh chị xem là chúng ta đang đặt niềm tin vào công ty của chúng ta như thế nào. Xin mời chị Đinh Hương. Dạ, xin cảm ơn anh Bác. Thì đối với Đinh Hương thì đối với Hương thì đặt niềm tin với công ty đó là nhiều cái thứ nhất là sản phẩm tốt, thứ hai là ưu đãi chính sách của công ty, về ưu thế của công ty cũng như là về những cái chính sách về công ty. Đó là cái lý do mà Hương đồng hành. Nó không như những cái công ty khác, nó ví dụ như về chính sách ưu thế về cả cái cộng dồn chẳng hạn. Ví dụ như nếu như công ty khác mình không đạt doanh số, không đạt mục tiêu thì mình sẽ rớt về cái mức ban đầu, nhưng mà đối với công ty mình thì nó có nhiều cái ưu thế để cho Hương cần đồng hành và có một cái lý do để Hương tiếp tục đồng hành, cũng như là để Hương giúp đỡ nhiều người đồng hành cùng Hương để về cái ưu thế mà Hương đã biết về công ty. Nói chung là nó cũng hơi hồi hộp, cho nên là xin mời anh Bách mời người khác để Hương Dạ học hỏi vâng. nhiều hơn. Dạ. Xin cảm ơn Vâng chị ạ. Hương, tức là chị vẫn đang còn hơi căng thẳng một chút thoải mái không chị, bởi vì thực ra bây giờ là đúng, chúng ta cần phải có những cái sau này thì những cái kỹ năng là sau đó để mọi thứ nó thật đơn giản ấy, thì chúng ta tự nhiên chúng ta sẽ thấy nó dễ dàng hơn. Anh Hồng ơi, vậy thì anh sẽ đặt niềm tin với công ty, có một câu hỏi dễ này để giúp cho anh có thể trả lời cực nhanh được. Anh đặt công niềm tin vào công ty bao nhiêu phần trăm anh Hồng nhỉ? Rồi, cảm ơn lãnh đạo Bách. Thật ra là các thủ lĩnh hay nói á, là nước mà đun sôi 99 độ là chưa phải là sôi. Khi mà trên 100 độ mới là sôi. Mà em thì bây giờ không biết là trong cơ thể em là bao nhiêu độ, không biết niềm tin về công ty. Dạ, nói chung khi rất là tuyệt vời khi mà em đồng hành và hợp tác cùng với lại Carrefour Việt Nam, thì em rất là tự hào cái điều đó. Tại vì bên ngoài truyền thống là em từng kinh doanh ở bên ngoài, là bỏ từng hàng tỷ đồng để mà làm một cái nhà hàng tiệc cưới.
Đó. Mà khi một cái sự rủi ro rất là lớn thì theo cái nhà mình á, thì bỏ hàng tỷ để mình xây dựng một cái doanh nghiệp, với lại bỏ 320.000 giống như anh Bách nói nãy á, thì cả nhà mình thấy cái điều gì nó sẽ thuận lợi cho mình nhiều hơn đó. Thì khi mà em làm một cái thẻ thành viên đó, thì em trở thành là nhà phân phối của công ty Carrefour, và em rất tự hào cái điều đó về mặt pháp lý, về công ty, rồi về tất cả các cũng như là công ty hỗ trợ tất cả các thứ về đào tạo, về sự kiện, về tất cả các thứ luôn. Quan trọng chúng ta là hành động có quyết liệt hay không, và hành động có mạnh mẽ hay không, và mục tiêu chúng ta như thế nào để mà đạt được cái mục tiêu cao nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là cứ đi bảo trợ, và mạnh mẽ đi bảo trợ, thì xây mạng lưới giống như anh Bạch nãy á, rồi điều gì sẽ xảy ra. Thì em hiện tại bây giờ này em rất là tự hào, rất là tự hào về mà khi mà em hợp tác và đồng hành với lại cùng với lại Carrefour Việt Nam. Khi mà em thấy được cái điều đó, và em yêu quý cái môi trường này nhiều hơn, và khi mà giúp cho em càng ngày càng hoàn thiện bản thân và càng ngày càng mạnh mẽ hơn để em Dạ, anh Hồng, về bây giờ chốt này trong vòng 5 giây nên niềm tin của anh đang chiếm bao nhiêu phần trăm? dạ. Nói chung là trên 100%. À, dạ vâng, ok, đã Rồi, được cảm ơn cả nhà nền mình. nền tảng Dạ. vững vàng nhá. Dạ vâng, mình xin tiếp tục quay trở lại cho chủ giảng của chúng ta. Xin mời anh Trần Văn Khách ạ. Ok, cảm ơn anh Bách và cảm ơn tất cả mọi người. Thật ra là em chia sẻ cho anh chị để anh chị có năng lượng nhiều hơn ấy, để mình ứng dụng trong quá trình đi tuyển dụng luôn. Mình rất là tự hào về công ty Carrefour Việt Nam. Công ty Carrefour Việt Nam là một công ty tuân thủ pháp luật tại Việt Nam, và đặc biệt nhất là công ty Carrefour là một công ty tiên phong trong cái ngành dinh dưỡng miễn dịch cũng như là 10 năm qua tại thị trường Việt Nam. Thì anh chị biết là công ty của chúng ta là nói về vấn đề pháp luật và tuân thủ pháp luật tại Việt Nam, và sự phát triển của Carrefour Việt Nam là 63 tỉnh thành, hầu như là 63 tỉnh thành mà công ty đa cấp nào cũng tại Việt Nam nó rất là khó chinh phục. Và điểm khác là công ty Carrefour Việt Nam là công ty đưa pháp luật lên hàng đầu và thượng tôn pháp luật, thì mình phải tự hào về cái đó để mình đi nói chuyện với những người doanh nghiệp của mình. Và đặc biệt nhất là công ty Carrefour, mình tự hào về công ty Carrefour là công ty giao hàng miễn phí cho chúng ta từng lon sản phẩm đến tay người khách hàng. Và cái thứ ba nữa là mình tự hào về công ty Carrefour Việt Nam là công ty đã sở hữu cũng như là hợp tác, cũng như là tất cả về công nghệ cũng như là về nhà máy sản xuất tại nước quốc gia New Zealand. Thì cái đó là cái để mình tự hào để mình đi tuyển dụng những người doanh nghiệp, và mình tự hào về sếp của mình cũng như là sếp lưu, và mình tự hào về ban giám đốc công ty cũng như là ban lãnh đạo. Chưa có công ty nào mà những nhân viên mà đi hỗ trợ nhiều cho hệ thống và nhiều cho tất cả những thị trường 63 tỉnh thành tại Việt Nam được. Hầu như là tất cả những ban lãnh đạo những công ty khác không có đi hỗ trợ mạnh mẽ như vậy, tại vì Phành đã từng tham gia những công ty đa cấp, từng tham gia một công ty đa cấp trước, bên đó cũng đã gần 5 năm. Phành biết được điều đó để nói cho anh chị, để anh chị biết được là mình sẽ hiểu được là cái giá trị khi mình đồng hành cùng với Carrefour là như thế nào. Và cái cuối cùng nữa là tất cả những công ty ở nước ngoài và Việt Nam là họ làm về sứ mệnh và tầm nhìn. Sứ mệnh họ mang một cái sứ mệnh là mang cho một cái hướng tới là cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh, cũng như là cộng đồng Việt Nam tạo cái công ăn việc làm, cơ hội cho những người nghèo mà đến nỗi nghèo không còn gì hết, cũng như là thất bại sơ sát hết, đến với cái cơ hội là xây dựng mạng lưới là họ sẽ giàu có trở lên và họ sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Rồi. Rồi tới một phần thứ hai cũng không kém về đặc biệt nhất là gốc rễ của doanh nghiệp cũng như là sự đảm bảo của doanh nghiệp cũng như là sự đảm bảo là của chúng ta, cũng như là đảm bảo về hệ thống, đảm bảo về sự thu nhập, thì nó liên quan tới sản phẩm. Thì chúng ta tự hào về sản phẩm của Kevo Việt Nam cũng như là sản phẩm Colot Gigon như thế nào, thì anh Bách cũng kết nối cho khoảng hai anh chị ha. Mình chia sẻ mình tự hào về sản phẩm của Colot Gigon của công ty Kevo Việt Nam như thế nào, để mình nói, để mình trở thành, mình giúp cho mọi người có năng lượng trong phòng Zoom, cũng như là mình tạo thói quen cho chính bản thân của mình là tạo một cái năng lượng cho những đối tác của mình, cũng như là tạo năng lượng cho khách hàng của mình. Mời anh Bác. Dạ vâng, xin cảm ơn chủ giảng anh Trần Khoảnh.
Dạ vâng, chị xem bây giờ chị đang kết nối và chị hãy đặt niềm tin bây giờ chị nghĩ như thế nào về sản phẩm của công ty Carefor Việt Nam của chúng Tự ta ấy. hào như thế nào Vâng, chị mình đang tự hào như thế nào trong vòng 1 phút, tối đa là 1 phút 30 giây nhá. Chị cảm thấy vâng tuyệt. cảm ơn bác ạ. Theo như em thì cái niềm tin với sản phẩm của em ấy thì là một sản phẩm vượt trội, tích hợp nhiều thành phần trong một sản phẩm, một sản phẩm rất là đặc biệt, có những thành phần chính mà các sản phẩm khác thì không có được. Cái sản phẩm này là thực sự là rất là đặc biệt. Khi em đi chia sẻ em rất tự hào về cái sản phẩm em chia sẻ. Em hay nêu lên nổi bật những cái sản thành phần ở trên nông sản phẩm có thể thay thế, đó là cái sản phẩm này nó có cái sự ưu việt, đó là có cái kháng thể và thành các cái sản phẩm khác không có, rồi có lợi khuẩn Agenlo, có cái canxi hàm lượng cao đặc biệt, rồi có cái 8 tỷ lợi khuẩn, so với alpha thì nhiều hơn, và so các với sản phẩm khác thì lại còn không có, hoặc là mình phải mua riêng lẻ, có nhiều vitamin và khoáng chất, có công nghệ bao lacto và sữa non 24 giờ. Đó là cái điều mà em rất tự hào về sản phẩm mới của mình ạ. Cảm ơn anh Bách đã mời em chia sẻ ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Sen rất là nhiều. Đây là giá trị mấu chốt của chúng ta muốn chia sẻ về sản phẩm, hoặc bất kể những cái gì chúng ta đều cần phải dựa vào sản phẩm của chúng ta. Vậy thì đây là chủ lực. Và tiếp theo xin mời anh Huy, với góc nhìn về sản phẩm, anh thấy sản phẩm của chúng ta có những cái điểm ưu việt gì và điều quan trọng gì để chúng ta có thể hướng tới. Xin mời. Vâng, cảm ơn Vân, cảm ơn cả nhà. Thì sản phẩm của chúng ta là một sản phẩm vừa đã được một công ty 11 năm, và sản phẩm là được nhà khoa học chứng thực là 4 cái nhất, nhất về xương khớp, nhất về kháng thể, nhất về lợi khuẩn, và đặc biệt là an toàn người tiểu đường. Thì nếu nếu như mà trong tay có một sản phẩm mà nó nhiều ưu thế như vậy, tích hợp nhiều thành phần như vậy thì rất là tự hào cả nhà. Mình cầm một cái sản phẩm mình đưa cho gia đình mình dùng, hoặc là mình nói cho khách hàng đó, là mình tự hào vô cùng luôn. Rồi mình luôn luôn là đây là một cái sản phẩm mà tích hợp nhiều thành phần trong một sản phẩm, và chỉ cần một sản phẩm này thôi là với 43K thì chúng ta đã an tâm về mà cái dinh dưỡng ngày hôm đó. Và đây là sản phẩm mà không phải sản phẩm mà thay thế, mà sản phẩm bổ sung, nên chỉ là mình bổ sung hàng ngày được, và đặc biệt là mình bổ sung cho cả gia đình mình được đó. Thì mình tự hào, rất tự hào cả nhà. Ok, thank you. Cảm ơn, xin cảm ơn anh Hoàng Huy rất là nhiều với một cái từ khóa giống như chị Sen và anh Huy để chia sẻ, đó là chúng ta rất tự hào về những cái giá trị sản phẩm của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ tự hào hơn nữa khi được tiếp tục nghe anh Trần Văn Khạnh sẽ tiếp tục chia sẻ cho chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ tự hào như thế nào và chúng ta sẽ dựa vào những cái gì để cùng tiếp tục. Xin mời trưởng lĩnh Trần Văn Khạnh tiếp tục ạ. Ok, nói chung là những anh chị nói ý nó cũng nói chung là nó cũng đủ lắm rồi, mà điều cái là phải bổ sung thêm một cái ý nữa. Đặc biệt nhất là mình tự hào về công ty của mình, là công ty tự hào về sản phẩm, vì giá 10 năm qua rồi giá không có tăng trưởng, không có tăng, thì cái đó là cái để mình đi tuyển dụng đó, những đối tác của mình. Và đặc biệt nhất là trong cái sản phẩm của chúng ta là sữa, và trong cái xu thế chuyển dịch, và anh chị phải hiểu được là trong cái ngành sữa ở Việt Nam hay trên thế giới nó rất là lớn. Thì nếu mà nói về 1975 76 á, thì giai đoạn đó là sữa Ông Thọ là sữa đỉnh điểm nhất, là sữa đặc có đường. Và 10 năm sau thì nó sẽ thay đổi và nó sẽ nâng cấp. 10 năm sau là sữa công thức, và 10 năm tiếp theo nữa thì nó sẽ đặc biệt như là sữa về sức khỏe. Sữa sức khỏe như là sữa dành cho ung thư nè, sữa dành cho tiểu đường nè, sữa dành cho những người thiếu dinh dưỡng nè, những người bị suy dinh dưỡng nè, và sẽ người gọi là, nói chung là năm nay là sữa cho sức khỏe. Và 10 năm nữa thì bắt đầu là sữa non 72 giờ và sữa kháng thể. Thì năm 2013 thì nói chung là công ty New May Việt Nam là kinh doanh là sữa non 72 giờ, sữa kháng thể. Thì qua 10 năm nữa thì tới năm 2023 thì
bây giờ là công ty Care4 Việt Nam là kinh doanh là sữa 24 giờ. Bà chia sẻ với tất cả các anh chị ở ngoài những công ty sữa thông thường hay những doanh nghiệp sữa thông thường, đến thời điểm này quảng cáo lên TV hay là trên TikTok hay là trên Facebook, tất cả những cái trang mạng trên xã hội cũng như là cái truyền thông của những doanh nghiệp, không có công ty nào mà kinh doanh sữa 72 giờ cả. Chị để ý thử coi. Không có công ty nào quảng cáo sữa 72 giờ hết á. Toàn là sữa 24 giờ không à. Sữa non 24 giờ như là Vita Daigi, Ensure, tất cả những cái công ty tập đoàn lớn tại Việt Nam đều là quảng cáo và đều phân phối sản phẩm có thành phần sữa non 24 giờ. Nhớ giúp giùm em để cho anh chị hiểu được là để anh chị đi tuyển dụng. Rồi, ok. Rồi tới phần thứ ba cũng không kém gì trong quá trình mình xây dựng mạng lưới, cũng như là giữ được quyền lợi cho người tiêu dùng, cũng như là giúp cho người tiêu dùng có quyền lợi và giúp cho nhà phân phối mình tự hào, cũng như là mình quyết định và mình đồng hành xây dựng mạng lưới cùng với Care4 Việt Nam, thì cái phần chính sách nó rất là quan trọng. Thì nhờ anh Bách sẽ giao lưu cũng như là những anh chị sẽ chia sẻ về cái phần tự hào về cái phần chính sách như thế nào để giúp cho tất cả các anh chị kích hoạt năng lượng bên trong của mình, cũng như là mình sẽ tập nói trên một sân khấu khoảng hơn 30 người là anh chị đã thành công rồi. Một người leader mà mình đứng trên 30 người là mình thành công rồi đó, là mình 3 sao rồi đó. Rồi. Dạ. Đó, người tiếp theo cho phép Bách xin được mời chị Hương, tại sao đến thời điểm này chị vẫn đang cùng đồng hành với Care4 Việt Nam và chị cảm thấy công ty của chúng ta có chính sách đặc biệt gì đối với mình? Xin mời chị Nguyễn Hương. Cảm ơn anh Bác, chào cả nhà mình. Thì nói về ưu thế về chính sách của công ty Care4, tiền thân trước đây đó là công ty Việt Nam, Nhiều Mây Việt Nam. Thì ưu thế về chính sách nó cũng có rất nhiều ưu thế. Ví dụ như linh hoạt tràn đều, rồi cộng dồn, không giới hạn thời gian rồi này kia. Nhưng có một cái mà để cho em Hương đồng hành cùng tới thời điểm này thì thực sự là hơn hơn 4 năm làm việc cùng với Care4. Thì hầu như là hoa hồng thì lúc nào công ty cũng trả đúng cả. Nên có điều ví dụ như ngày 15 của tháng này mà nó trùng vô ngày thứ bảy chủ nhật thì mình lùi lại về thứ hai thôi. Đó là do ngân hàng không làm việc. Nhưng cái mà mình thấy đơn giản đó là từ lúc em Hương vô làm tới giờ thì hầu như là công ty trả hoa hồng là đều đều đúng. Thì cả nhà mình thấy rằng cái công lao của mình á, làm ra mà mình được nhận á, mà nó đúng á, và không bị, hầu như là kể cả khách hàng cũng vậy, khách hàng của em Hương cũng vậy. Nếu như mà lỡ có số tài khoản có bị sai đi nữa thì bắt đầu công ty thông báo về và mình điều chỉnh thì khách hàng cũng nhận được cái quyền lợi của mình chứ không phải là bỏ qua luôn. Cho nên đó là một trong những lý do mà em Hương đồng hành cùng với Care4, đó cũng là một trong những ưu thế về chính sách của công ty Care4. Cảm ơn bác, cảm ơn cả nhà mình. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hương và thêm một chút ít thời gian chia sẻ. Xin mời cho anh Nguyễn Việt ạ. À. Anh có khi đến với Care4 Việt Nam, anh có đang cảm thấy chính sách công ty có điểm gì mà anh đang cảm thấy ok nhất không ạ? Xin mời anh Nguyễn Việt ạ. À. Rồi. Chết. Sao mình không thấy mình đâu? Chờ chờ chút. Alo. Dạ, anh có thể Sao nói không? to lên một chút xíu, bên anh tín hiệu hơi nhỏ ạ. À vâng. Mình bật tiếng lên chưa nhỉ? Không sao, mình để cái điện thoại sát di vô một chút đã lớn. Vâng. Alo. Alo, mọi người nghe chưa, thấy chưa? À, dạ. Vậy anh cảm thấy ok không? Nếu ok anh cho một tín hiệu trên màn hình, anh cảm thấy ưu quý về chính sách không nhỉ? Nghe được rồi đó, ảnh nói được rồi mà. Dạ. Alo, Anh nói đi anh à, ơi, có nói được, nghe rồi. Được có nghe được đúng được. được ạ. Chính sách thì mình thấy chính sách thì công ty tuyệt vời, nhưng mà thì ngoài các chính sách thì có thể mình chưa tập trung lắm cho nên cũng có cái quên, nhưng mà nói chung là chính sách thì mình cũng làm chưa được một tháng đâu, cho nên là cái để mà áp dụng thì nó cũng chưa chưa thạo lắm, nên chắc là phải cố gắng thêm nhiều, nhờ mọi người cùng giúp đỡ, về không phải là về ví dụ như về chữ sale hoặc là về những cái hiểu biết về sản phẩm hoặc là quá trình xây dựng mạng lưới, thì chắc chắn là phải cần những bậc lãnh đạo thủ lĩnh có kinh nghiệm, ví dụ như
Anh Khoạnh mấy bạn ở trong nhóm như bạn Ngọc Anh hay bạn Núi, tức là những cái bạn mà hoặc là các bậc ở trên có kinh nghiệm thì chốt sale và các cái thực hiện các cái chính sách để nói để cho khách hàng người ta có thể tiếp thu được và người ta sẽ đặt cái đơn của mình. Cái đấy là một cái, nói chung là mình phải tập trung hơn và có năng lượng hơn thì mình sẽ mở rộng dần lên về cái sản phẩm Vâng, của xin được cảm ơn anh Việt rất là mình. nhiều và cả nhà. Chúng ta cùng thay đổi sắc thái một chút xíu, có thể tất cả cả nhà chúng ta sẽ thấy tập trung hơn rất là nhiều khi lắng nghe anh Việt và có thể quý anh chị chúng ta nghe tốt được không ạ? Vâng, đây cũng là một trong những cái cách để chúng ta thay đổi sắc thái đấy, không sao. Và xin cảm ơn anh Việt rất là nhiều và chúc cho anh chúng ta sẽ nắm được những cái chính sách công ty để mình cảm thấy nó có những cái điểm ưu việt gì để mình sẽ cố gắng theo để mình có thể chia sẻ lại cho người khác, bởi vì tất cả chúng ta đang vào đây học về cách chia sẻ cho người khác, và hôm nay anh Khoạnh cũng đang hỗ trợ cho chúng ta điều đó. Và tiếp tục sẽ xin quay trở lại với anh Khoạnh xin anh. Ok, cảm ơn anh Bách cũng như là cảm ơn Mỹ Hương, Mỹ Hương, cảm ơn anh Việt. Mình là tự hào giống như là Mỹ Hương chia sẻ là 10 năm qua cũng như là công ty New May tiền thân của Carrefour Việt Nam là trả hoa hồng một thứ nhất rất là chính xác và trả hoa hồng không thiếu ngàn nào đối với đối tác và nhà phân phối của mình cũng như là khách hàng của mình. Và anh chị biết là mình rất là tự hào về công ty Carrefour Việt Nam. Giống như là tiền quý á, là anh chị phải hiểu là giống như những anh chị mà đang lãnh tiền quý á, là có thể là trả sớm trước hơn một tuần. Thì anh chưa thấy có công ty nào mà trả tiền mà trước hơn một tuần khi mà xảy diễn ra đại hội. Anh chị biết là nếu mà tiền tiền mà tiền thưởng quý trên cả nước rất là nhiều tỷ, mà một tuần thì ngân hàng nó ra bao nhiêu lãi. Hầu như là những người kinh doanh người ta tính tiền mỗi giờ, mỗi giây, mỗi ngày, chứ người ta không có tính như mình. Thì cái đó là cái mình tự hào. Và anh chị biết là những công ty như là những doanh nghiệp ở những bạn, những đứa em của mình làm thuê cho những công ty nước ngoài, Tết thưởng đâu đó là lương cơ bản là chưa tới một tháng lương. Và điều anh chị biết là họ thưởng là qua Tết họ mới thưởng. Họ không thưởng trước Tết đâu nha. Tại thưởng Tết mà đợi qua Tết mới thưởng. Rồi sao xài. Thì cái đó là cái mà vướng mắc của những cái công ty, những cái doanh nghiệp cũng nước ngoài đang đầu tư hay đang làm việc tại thị trường Việt Nam. Thì cái đó là cái là do bản thân của chúng ta phải hiểu được là chúng ta rất là tự hào về chính sách của công ty Carrefour. Và nói thêm tất cả các anh chị là ngoài ra mình chính sách của Carrefour mình hưởng tiền tháng là 15 tay hàng tháng. Và đặc biệt nhất là chính sách nó ưu việt như thế nào và để mình cũng như là mình mời những đối tác vào làm việc là nó có chính sách là tiền quý 4 tháng một lần. Cái đó là cái để mình đi tuyển dụng những người doanh nghiệp và những người bên ngoài. Và tiền năm là 0,5 dành cho năm sao vàng trên cả nước. Tiền đó gọi là tiền năm. Và tiền nữa là tiền tên của chủ tịch cũng như là của ship lưu, tiền của bên công ty là tiền Diamond, Diamond 3 và Diamond 6 và Diamond 9 và Diamond 12. Cái đó là cái mà cái sự chính sách và sự ưu việt của chính sách. Cái đó để mình hiểu để mình đi tuyển dụng. Còn nếu mà anh chị chưa gõ, anh chị phải hỏi những người tuyến trên của mình, những người đã được đang lãnh tiền từ Carrefour Việt Nam rồi, tiền quý, tiền năm, tiền 0,5 năm sao vàng để mình đi tuyển dụng tiếp những đối tác mình vào làm việc cùng chúng ta. Rồi, tới cái phần mà cái phần quan trọng nhất là cái phần mình tự hào về chiến lược. Khi mình tuyển dụng doanh nghiệp vào, khi mình cho thông tin về công ty, về sản phẩm, về chính sách, người ta ok hết rồi. Người ta hỏi là chiến lược bên công ty của anh làm như thế nào và chiến lược phát triển thị trường như thế nào để tôi đồng hành cũng như là để tôi chinh phục, để tôi làm lớn từ công ty Carrefour Việt Nam cũng như là từ sản phẩm Colot Aegon. Thì qua cái phần này rất là quan trọng. Thì mình tự hào về chiến lược và chiến lược của công ty như thế nào. Giống như là mình nhắc để cho những anh chị trong phòng Zoom này để có một cái kiến thức cũng như là có nền tảng để mình tự tin, để mình tự hào về công ty của mình, để mình ra thị trường mà anh bắt tiếp theo. Dạ, vâng. Cho phép hỏi anh Huy, anh đang có hiểu nắm được chiến lược sơ lược như thế nào không nhỉ? Về cá nhân của mình cũng giống như của công ty của chúng ta để chúng ta cùng tiến bước nha. Vâng, theo Huy được biết thì
chiến lược của công ty á, là hầu như 11 năm nay là khi biết á, là cái thứ nhất á, là định vị sản phẩm trong tâm trí người tiêu dùng. Thứ hai là nhân điểm bán, định vị sản phẩm nhân điểm bán, và thứ ba là gì ta? Tức là mình làm công ty này á, là tuy là công ty 4.000 tỷ, trên 4.000 tỷ, nhưng mà đâu đó là mình học một cái sản phẩm, thuần thục một sản phẩm, và mình dễ dàng sao chép, dễ dàng là học tập, rất là đơn giản. Nên chỉ là cái chiến lược công ty mình á, là làm cho cái người mà xây dựng hệ thống mạng lưới như như chúng ta là rất là dễ dàng để làm. Dạ, xin cảm ơn anh Huy. Và một trong những chiến lược quan trọng nhất của công ty chúng ta mà tất cả chúng ta cũng đang làm trong mỗi buổi sáng, mỗi khi chúng ta đang học ạ. À. Vâng, đó là chiến lược gì? Cô Lý nhỉ? À? Cô Lý còn đây không ạ? Vâng, một trong những chiến lược mà tại sao chúng ta đang phải học thế này? Chúng ta đang làm gì đấy? Và thực hiện chiến lược công ty đấy. Xin cảm ơn các lãnh đạo, xin cảm ơn cả nhà mình. Chiến lược của công ty thì không biết cô nói có đúng theo kiểu của chiến lược hay không, nhưng cô thấy là cái chiến lược của công ty cũng rất rõ ràng. Như ví dụ chúng ta học là tất cả 63 tỉnh thành là trong một cái cũng học cùng một ý ra là cùng một một cái vấn đề chiến lược học hành giống nhau này. Và ví dụ như là định vị, với lại hơn nữa là cái chiến lược của công ty là luôn mang đến cho khách hàng những cái dòng sản phẩm tốt nhất, và mà luôn mang đến cho những nhà phân phối những cái điều kiện tốt nhất để nhà phân phối cùng đồng hành lâu dài, và định vị những cái thương hiệu của công ty luôn rõ ràng. Cảm ơn cả nhà mình khi đi thực hiện đó. Dạ vâng, xin cảm ơn cô Lý, tuyệt vời cô Lý. À, và một trong những cái điều cũng chiến lược cũng quan trọng đó là công ty chúng ta luôn luôn nâng cấp năng lực cho mỗi chúng ta khi chúng ta tham gia cùng công ty, và hôm nay cũng giống như anh Khoảnh đang hướng dẫn cho chúng ta để làm thế nào đó để chúng ta nâng cao năng lực và nâng cao rất là nhiều những cái kỹ năng của mình để mình có thể cùng đồng hành. Vâng, tiếp tục cùng quay lại với sự chia sẻ của anh Khoảnh. Ok, cảm ơn cô Lý, cảm ơn anh Huy cũng như là cảm ơn anh Bách. Chiến lược của công ty nó vô cùng rất là quan trọng. Giống như anh Huy chia sẻ là chiến lược của công ty là định vị sản phẩm Colot Agigon 10 năm sắp tới, trong hướng tới là đại trà trong người dân 63 tỉnh thành. Cái thứ hai nữa là mình phải tự hào khi mình tuyển dụng những người kinh doanh, là chiến lược của công ty là chiến lược đồng bộ trên cả nước, là đồng bộ về kiến thức, giáo trình, và đặc biệt nhất là đồng bộ về sự kiện, và cái cuối cùng nữa là đồng bộ về xây dựng điểm bán và tạo độ phủ 63 tỉnh thành, là giống y chang những người giàu có tại Việt Nam cũng như là những người tỷ phú trên thế giới đang xây dựng tại thị trường Việt Nam của chúng ta. 63 tỉnh thành là chuỗi điểm bán lẻ trên toàn quốc, ngã ba ngã tư đường nào có chuỗi bán lẻ hết, thì cái đó để mà chúng ta đi tuyển dụng những đối tác của mình thông qua sản phẩm Colot ở Gigon. Rồi, tới phần tiếp theo là trong năm mô thế thì có phần văn hóa thì Phan sẽ nói luôn. Văn hóa là mình phải tự hào về môi trường mình làm việc, cũng như là môi trường mình để mình có nơi để mình phát triển bản thân, cũng nơi có nơi để mình học hỏi những người thành công, và để phụng sự cho cộng đồng, cũng như là phụng sự cho đối tác của mình, cũng như là phụng sự cho xã hội. Cái đó là văn hóa làm việc của trong Carrefour Việt Nam cũng như là của tiền thân của New MA Việt Nam, thì để cho anh chị thấy được là giá trị để mình đồng hành. Trong giá trị môi trường này là môi trường cho đi, cho nhận, và môi trường trong môi trường này, môi trường mình gặp gỡ những người thành công, mình đều học được, người ta cầm tay chỉ việc mình mà đều học toàn là miễn phí hết, không có tốn tiền. Còn nếu mà anh chị đi những cái môi trường khác hay mình học những lớp phát triển bản thân bên ngoài, không có lớp nào dưới 5 triệu cả, một khóa có thể là lên 100 triệu, lên 200 triệu, lên 500 triệu. Cái điều đó là điều tất nhiên trong xã hội này. Rồi, ok. Cái phần này mình qua luôn nha. Rồi. Để mình có một cái động lực, để mình có một cái mục tiêu, thì anh chị phải hiểu rõ được là con đường doanh nghiệp của Carrefour Việt Nam, cũng như là con đường doanh nghiệp của chính chúng ta, bản thân mỗi của chúng ta, thì chúng ta phải hiểu được là con đường doanh nghiệp nó sẽ giúp chúng ta có một cái năng lượng và có sự kích hoạt bên trong. Con đường doanh nghiệp này chúng ta phải thần thuộc nó y như là cháu, mình gặp bất cứ người nào
mình cũng vẽ cho họ trên tờ giấy A4 bằng con đường doanh nghiệp. Còn nếu mà anh chị không vẽ con đường doanh nghiệp thì họ đâu có thấy đích đến, và họ không có thấy giá trị, và họ cũng không có thấy đường đi. Thì hầu như là tất cả chúng ta, bản thân của em là em lúc nào cũng vẽ cái bản thân của Hoành, lúc nào Hoành cũng vẽ với đối tác của mình và tất cả những người tuyến dưới của mình, hay là đối tác của mình hiểu được con đường doanh nghiệp. Thì thời gian nó không được dài thì có thể anh chị chụp màn hình ha. Rồi. Đối với bản thân của em rất là tự hào về con đường doanh nghiệp, cũng như là mình xây dựng mạng lưới cùng với Carrefour Việt Nam. Thì mình phải hiểu được là nếu mà nói về mình xây dựng một nhóm kinh doanh, mình thu nhập là một nhóm kinh doanh doanh số 100 lon, thì đối với bản thân của Hoàng rất là tự hào. Đối với quê hương Bình Phước là đa số là tiêu điều và cao su và cà phê, mà điều cái là đa số khu vực ở chân thành thì cao su nó nhiều, chứ còn điều thì nó giảm hơn hồi trước, và đa số tiêu là ở những nơi Bình Long, nó mới là Lộc Ninh nó mới nhiều, Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Đốp chứ không phải Bù Đăng thì nó mới nhiều, còn ở dưới đây đa số là cao su. Nếu mà mình nếu mà ở quê hương này ai có từ 5 mẫu cao su trở lên là người đó khá, và nếu mà người 10 mẫu cao su trên thì giàu. Mà điểm cái là đối với Bình Phước là một mẫu giờ thì đâu đó ở trong sâu chắc giờ khoảng cũng không có tỷ rưỡi đâu, cái đó vùng sâu vùng xa chứ giờ khoảng 2 tỷ trở lên, 3 tỷ trở lên. Còn đến thời điểm này đất nó đang dạng như là hạ đáy, thì có thể những cái nơi vùng sâu vùng xa thì một mẫu tỷ rưỡi 2 tỷ thì có. Mà điều cái là những nơi đó chừng anh chị trồng cao su rồi anh chị cạo, anh chị không có trút đâu, người ta trút hết trơn rồi, mình không có đầu trút. Rồi thì mình tự hào về cái sự nghiệp của mình là mình đang chọn. Ví dụ một mẫu cao su giờ mình mua khoảng 3 đến 5 tỷ, mỗi tháng mình mướn nhân công cạo mình thu nhập chưa được 5 triệu, thì mình xây dựng một nhóm kinh doanh cũng như là một điểm chuẩn, thì mình đã có thu nhập từ cái công ty Carrefour cũng như là trả công chúng ta là 5 triệu. Nếu mình xây dựng được 10 nhóm thì mình lên 1.000 lon, giống như mình có 10 mẫu đất, thì cái đó là cái mà để mình hướng tới, mình có mục tiêu cũng như là mình xây được cái nền tảng mà năng lượng bên trong của mình. Rồi. Đâu đó mình học 45 giây chắc mình cũng có học được 5 cái định này. Đối với bản thân của em là 5 cái định này rất là quan trọng. Một, thứ nhất là mình định được mục tiêu của mình, là mình nhất định mình sẽ lên một, nếu mà mình chưa được một sao thì mình một sao phải rõ ràng, mình mở một sao là tháng nào, mình khóa là tháng nào. Ví dụ mình mở một sao là tháng 5, tháng 6, tháng 7 là mình khóa một sao là trong quý 2. Còn những anh chị đã đạt một sao thì mình đặt mục tiêu lên 2 sao, 2 sao vàng, hay là mình đang 2 sao vàng thì đặt mục tiêu lên 3 sao, là mình phải gõ là một 3 sao là tháng 6, tháng 7 là tháng 8, tháng 6 mở, tháng 8 khóa để mình đi New Zealand. Cái đó là cái để mình định. Và để đạt được mục tiêu đó mình phải định được thời gian của mình. Còn nếu mình không định được thời gian của mình, không kiên định được thời gian của mình là lịch di chuyển của mình cùng tất cả những sự kiện của công ty, sự kiện của hệ thống và sự kiện của cá nhân của mình từ mình trở xuống, thì anh chị sẽ không không giúp được bản thân của mình và hệ thống của mình hoàn thành được mục tiêu. Cái đó là cái định được thời gian. Cái thứ ba, định được thị trường, là thị trường là người thu nhập như thế nào, phát triển như nào, dân nó đông như thế nào, và nhiều thành phố như nào, và nhiều thị xã như nào, và sức tiêu thụ như thế nào. Thì cái đó là anh chị phải định được cái thị trường rất là quan trọng. Và đặc biệt nhất là mình nhìn được con thuyền vàng và con thuyền bạc như thế nào, anh chị phải chọn được nhân lực và nhân tố ở thị trường đó để mình hướng tới, mình chăm cho đỡ mất thời gian của mình và đỡ mất thời gian của đối tác của mình luôn, và giúp mình sẽ đạt được mục tiêu rất là nhanh. Và cái cuối cùng nhất là mình sẽ có kế hoạch chi tiết, kế hoạch là công việc hàng ngày, công việc hàng tuần, công việc hàng tháng, và đặc biệt nhất là công việc hàng quý. Mình phải hiểu được là mình làm gì, công việc mỗi giờ, mỗi ngày và mỗi tuần qua, mình sẽ hoàn thành được cái định cái kế hoạch của mình, là mình sẽ thực hiện được mục tiêu của mình và mình sẽ chinh phục rất là nhanh. Rồi. Cái này là tiêu chí của tha con thuyền vàng, thì tất cả các anh chị đã học trên 45 giây rồi. Em chỉ nói là cái đầu tiên nhất là giống cái đầu chương trình chia sẻ là sự khát khao, và đặc biệt nhất là giá trị phụng sự và giá trị tương tác và giá trị phối hợp, và đặc biệt nhất là con người mình hứng khởi là như thế nào. Thường ta nói là con người mình không có hứng, không có làm gì được hết á. Trong xã hội này tất cả bất cứ công việc gì, mình không hứng, mình không happy, mình không làm được gì cả. Và đặc biệt nhất là sự cam kết nó rất là quan trọng, và mình có mục tiêu rõ ràng, và mình có danh sách rõ ràng người tiềm năng như thế nào, người làm thêm như thế nào, người doanh nghiệp như thế nào, người làm như thế nào. Và đặc biệt nhất là bản thân của mình luôn luôn tích cực để cho bản thân của mình gương mặt sáng hơn, con người mình tươi trẻ hơn và mình năng động hơn.
và mình vui vẻ hơn, là cái đó là tiêu chí của con thiền vàng. Rồi, quy tắc và định lực 80-20 trong xã hội này em chia sẻ với anh chị nè. Khi mình làm, bắt đầu mình làm mạng lưới, mình muốn làm lớn cùng với Carrefour Việt Nam và mình muốn lên 3 sao 5 sao, là thời gian của mình tuyển dụng cùng với đội nhóm của mình, cá nhân của mình và đội nhóm của mình là 80% thời gian chỉ bán hàng phù hợp, cá nhân năng động chỉ 20% thời gian thôi. Nếu mà anh chị nào sắp lịch y chang cái biểu đồ ở trên thì giúp cho anh chị đó hoàn thành mục tiêu rất là nhanh, và anh chị sẽ thành công rất là nhanh và thay đổi cuộc sống của mình thông qua sự nghiệp Carrefour Việt Nam. Ở đây là điều hầu như là trong tất yếu trong cái quá trình xây dựng mạng lưới cùng với Carrefour, hầu như là tất cả những người lãnh đạo đều đang ứng dụng. Rồi em đi chính phần này một xíu. Việt Nam mình, nếu mà nói về nguồn người á, là Việt Nam hiện tại bây giờ là nói về Việt Nam là vượt qua dân số trên 100 triệu dân rồi. Và Việt Nam là dân số đông đứng top 14 trên thế giới, là trên hơn 200 quốc gia trên quả địa cầu. Thì Việt Nam mình là một nước rất là béo bở đối với dân những ông chủ trên thế giới. Mình nên nhớ kỹ nha. Và Việt Nam đến thời điểm này là gọi là dân số vàng. Dân số vàng là như thế nào? Dân số vàng là dân số trẻ nó nhiều, và dân số trẻ thì nó còn nhiều thời gian, nó chiều còn nhiều hoài bão, nhiều còn nhiều mục tiêu để thực hiện. Thì dân số vàng là dân số giúp cho tất cả các anh chị tuyển dụng rất là tốt đến thời điểm này. Và nguồn người thì vô biên, nguồn người là nguồn người ưu tiên một là nguồn người MOM, và nguồn người ưu tiên hai là bảo hiểm, sale truyền thống và sale bất động sản, sale tài chính ngân hàng. Rồi nguồn ưu tiên là nguồn kinh doanh truyền thống, buôn bán truyền thống là nguồn người ưu tiên. Còn nguồn người thứ tư, thứ năm thì nguồn người đó là nguồn người để làm thêm, nguồn người để uống sản phẩm, trở thành khách hàng thành viên hay trở thành là gia đình kháng thể. Chứ còn nói mà để làm lớn thì cái nguồn thứ bốn, nguồn thứ năm, bản thân của chúng ta sẽ tạo sự vượt trội và khác biệt với những người khác. Nếu mà chúng ta muốn nhanh thành công thì chúng ta hãy ưu tiên trong danh sách của mình là ba nguồn người trên để chúng ta thành công nhanh. Rồi, đầu tiên nhất khi chúng ta bắt đầu làm việc, chúng ta bám sát một người đối tác của mình, là chúng ta phải bám sát là phải lập được ít nhất là 20 người trong cái danh sách, là trong cái số điện thoại Zalo của mình. Hầu như là một người không có người nào dưới 200 số điện thoại Facebook, Zalo cả. Thì mình phải hiểu được là mình là người khai thác họ, mình là người giúp họ để lập ra được ít nhất là 20 số điện thoại, là những người tư duy mở và những người thuộc về con số và những người thuộc về người của tiếp người của thị trường và những người có tầm nhìn và những người hướng tới là làm lớn, cũng như là những người hướng tới là thay đổi được gia đình của mình, cũng như là được phụng sự cho xã hội, được phụng sự cho cộng đồng, cũng như là được phụng sự cho nhân dân Việt Nam. Cái đó là cái mà hầu như là mình hướng tới, là mình tập trung, là mình tìm những đối tác của mình và danh sách của mình, những người bạn, những người thân, những người quen, những người trong gia đình của mình, Đấy là những công ty đang đứng đầu tại thị trường Việt Nam, là những công ty bán lẻ. Cái hai là những công ty nói về lĩnh vực bảo hiểm. Cái thứ ba là những công ty kinh doanh truyền thống, kinh doanh lớn và kinh doanh nhỏ. Và cái thứ tư là buôn bán truyền thống. Và cái thứ năm là những ưu tiên những người sale, sale truyền thống, sale bất động sản, sale tài chính ngân hàng. Đó thì những người này làm rất là nhanh nha. Mình gặp những người này mình trình bày cái A4 hết. Rồi, còn danh sách nữa là ít nhất là 10 người nữa, là 10 người trong cái danh bạ của họ Zalo Facebook, ít nhất là 10 người chia sẻ từ nhỏ đến lớn là một bức tranh công ty, sản phẩm, chính sách và thu nhập 20 triệu trở lại, không có chia sẻ lớn nữa. Tại những tiếp người này, tiếp người thuộc về tiếp người làm công và làm thuê, không thuộc về con số. Nếu anh chị chia sẻ cao quá là rớt đài liền. Tại vì những người này người ta chưa quen với kinh doanh, người ta chưa quen với số tiền mà lớn như vậy mỗi ngày, mỗi tháng hay là mỗi tuần, thì chúng ta định hướng mà chúng ta chia sẻ, chúng ta OBB kinh doanh mà lớn quá là họ rớt đài hết. Thì cái đó là cái mà kinh nghiệm của Hoàng 8 năm qua tại thị trường cũng như là làm việc với Carrefour Việt Nam, còn 4 năm thì làm việc với công ty A lớn nhất trong ngành đa cấp cũng như là trong công ty cha đẻ trên thế giới, cũng như là một 12 năm qua Hoàng kinh doanh mạng lưới, thì mình xây dựng mạng lưới thì mình đúc kết ra một kinh nghiệm. Thì hầu như là tất cả nếu mà bám sát mà làm được điều đó, OBB, gặp ai cũng OBB về cơ hội kinh doanh.
OBP về tiền, OBP về giá trị thì anh chị sẽ tuyển dụng rất là nhanh. Rồi em cái này nãy nhắc rồi nhưng mình không có nói qua cái này nữa. Tới cái này. Mục tiêu anh chị nếu mà mình tuyển dụng được 30 người F1 thì điều gì nó xảy ra? Một thứ nhất, 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc là 5 năm, thậm chí lên tới 10 năm luôn cũng được. Anh chị làm lĩnh vực gì, cơ hội gì mà 10 năm là anh chị lên thu nhập là đặt danh hiệu lên 4 sao vàng là anh chị thu nhập 100 triệu trở lên, tương đương là 4.000 đô mỗi tháng. Thì có môi trường nào mình sẽ làm trong vòng 5 năm nữa hay là 7 năm nữa hay 10 năm nữa là anh chị sẽ lên thu nhập 4.000 đô mỗi tháng và có sự đảm bảo, còn những khoản tiền khác chưa tính. Thì anh chị phải hiểu được là nếu mình bảo trợ được 30 người F1 tương đương là 10 người, định lực 20 80 là mình sẽ tìm ra hai được người, hai người đối tác của mình là tư duy mở, có tầm nhìn, có ước mơ, phi thương mới là bất phú, là mình chỉ tìm được hai người là hai con thiền vàng thôi, còn ba người lên rất phù hợp là anh chị xây dựng cơ cấu trước và doanh số sau để mình chinh phục được nét thang thành công 10 danh hiệu của Carrefour Việt Nam cũng như là chinh phục được ước mơ và mục tiêu của bản thân của mình. Thì thông qua cái phần này thì em sẽ kết thúc buổi sáng ngày hôm nay để cho anh chị còn công việc của mình cũng như là lo cho gia đình nhỏ của mình và công việc lớn là công việc xây dựng sự nghiệp cùng với Carrefour. Và thông qua cái phần này thì em cũng nhờ anh Bách làm cầu nối chia sẻ được là cái phần tuyển dụng, cái phần cuối nó rất là quan trọng. Và cuối lời thì Phạm gửi chúc tất cả các anh chị trong phòng Zoom mình sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình, cũng như là mình năm mới mình sẽ có những cái mục tiêu mới, cũng như là năng lượng mới, cũng như là cách làm mới, và đặc biệt nhất là để chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp K4, giúp cho tất cả các anh chị sẽ hoàn thành được ước mơ của mình, cũng như là chinh phục được mục tiêu cuộc đời của mình để mình có giá trị trong gia đình cũng như là có giá trị ngoài xã hội này, trở thành là người triệu phú cũng như là người giàu có trong xã hội. Rồi cảm ơn tất cả mọi người cũng như là cảm ơn lãnh đạo Bách. Dạ vâng, xin được gửi lời biết ơn tới anh Trần Văn Thạnh đã chia sẻ cho phòng Zoom chúng ta trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Dạ vâng, quý anh chị nào chúng ta đang còn ngồi ở trên Zoom, chúng ta hãy cho những cái số 5 vào trong ô chat để gửi lời biết ơn tới anh Thạnh đúng không ạ? Vâng, số 5 đó cũng chính là những con số vô cùng quan trọng mà trong Carrefour của chúng ta cũng giống như là trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng của chúng ta để chúng ta cùng tiến tới. Vâng, chúc được quý anh chị chúng ta có thật nhiều số 5 và chúng ta cũng sẽ là cái mục tiêu xa của chúng ta đối với những cái anh chị mới và tất cả chúng ta cùng phấn đấu lên. À, 5 sao, 5 sao vàng, rồi khóa 5 sao kim cương và chuẩn bị công ty của chúng ta cũng sẽ có những cái nấc thang mới chúng ta sẽ cùng chinh phục tiếp. À, tuy nhiên, trước tiên việc đầu tiên thì để đi được đến nấc thang 5 sao thì chúng ta cần phải cố gắng hơn mỗi ngày để chúng ta hiểu và chúng ta tin. Vậy thì trong buổi sáng ngày hôm nay và sau đây thì cho phép Bách sẽ hỏi một số quỹ xem là chúng ta cảm thấy tâm đắc nhất những cái điều gì và chúng ta sẽ vận hành nó như thế nào để vào trong cuộc sống và kinh doanh của chúng ta. Vậy thì đầu tiên cho phép Bách xin được hỏi anh Hồng đi, hôm nay anh tâm đắc nhất với điều gì? Và anh nhớ anh có 45 giây nha. Ok này. Cảm ơn lãnh đạo ạ. À, thì hôm nay em vô cùng biết ơn lãnh đạo Phạm đã cho bản thân em cũng như là tất cả mọi người trong phòng Zoom hôm nay một cái kiến thức rất là bổ ích. Thì khi mà em học chương trình sáng hôm nay thì em ngộ ra một điều, thì sản phẩm thì nâng cấp rồi, bản thân mình cũng phải nâng cấp lên mỗi ngày mỗi ngày. Và hôm nay là cái chiến lược của mình đó là tập trung vào tuyển dụng, 80% là mình tuyển dụng, còn 20% là để bán hàng thôi. Đó là cái điều em tâm đắc sáng nay, và em xin biết ơn lãnh đạo, ơn lãnh đạo. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hồng rất là nhiều. Và tiếp theo xin mời chị Trần Trinh ạ. Hôm sáng nay chị vào trong Zoom thì có tâm đắc với điều gì của anh Phạm chia sẻ. Xin mời chị có thể bật mic chia sẻ. Dạ vâng, em chào cả nhà. Thì cái điều mà em tâm đắc em học được đó là thực sự theo trước giờ em cũng đang suy nghĩ theo hướng là mình bán hàng lẻ, nhưng mà bây giờ xác định khi mà làm việc lâu dài mà muốn xây dựng sự nghiệp của mình phải có một cái chiến lược về tuyển dụng, và thật sự là em cũng đang nghiên cứu về cái điều đó để xây dựng hệ thống cho mình. Dạ em rất là cảm ơn ạ. Em xin Cảm phép. ơn, xin cảm ơn chị Trinh Trinh rất là nhiều. Bản thân Bách thì sáng nay rất nhớ một cái câu mở đầu của anh Quạnh, đó là 5 sao. Chúng ta xây dựng quy trình thật chuẩn để chúng ta có thể học một lần và chúng ta sẽ dùng cả đời. Bởi vì hôm nay anh Quạnh này cũng mang rất là nhiều những bí kíp của anh để chia sẻ cho chúng ta đấy, để cả nhà chúng ta chú ý nhé, để chúng ta sẽ tích lũy nó lại và chúng ta sẽ dùng nó để
dùng cho nhiều năm nhiều tháng tới, chứ không phải chúng ta học một lần chúng ta dùng một lần rồi thôi thì nó sẽ rất là vất vả. Học một lần nhưng chúng ta có thể dùng được cả đời của chúng ta. Vâng, tiếp theo thì 45 giây cho anh Huy. Vâng, cảm ơn anh Bách. Cũng giống như cũng theo lời của Phu Linh Trinh, tức là mình đâu đó là mình cứ cứ dành thời gian bán hàng nhiều quá. Trong lúc là muốn thành công trong sự nghiệp này thì phải dành 80% là dành cho tuyển dụng. Nhưng mà tuyển dụng á là cũng có là hôm nay là ưu tiên cho MLM, ưu tiên cho bảo hiểm, ưu tiên cho các ngành mà đã làm mạng lưới. Thì muốn thành công thì chúng ta phải kết nối những người đó trước. Và rất cảm ơn hôm nay Thu Linh Trinh và Huy đã ngồi ra. Cảm ơn mọi người. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Huy. Còn chị Đinh Hương sao? Hôm nay chị cảm thấy tâm đắc nhất với điều gì, chị có thể chia sẻ trong vòng 45 giây, xin mời chị. Vâng, xin mời chị Đinh Hương nhận được tín hiệu không ạ? Ok, do máy không sạc trở điện thoại không sạc cho nên là hết pin. Dạ, xin cảm ơn anh Bách thì cũng như là các anh chị đã cảm nhận về cái buổi học sáng hôm nay. Và trước hết là xin cảm ơn biết ơn lãnh đạo Khoạnh đã chia sẻ cái phần buổi sáng ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Thì tất cả những cái chia sẻ về buổi sáng nay thì cái mục nào cũng thật sự là tâm đắc, nhưng nó có nhiều cái kiến thức để cho Hương tiếp nhận được để hỗ trợ trong công việc của mình. Và cái tâm đắc của Hương cũng như là anh Huy đó là tuyển dụng thì cũng như là bảo trợ cái nhà phân phối để đồng hành cùng mình, đối tác kinh doanh của mình, thì đó là cái nguồn người đối với Hương, đó là tâm đắc để cho mình có một cái tầm nhìn, đó là nguồn người của người dân Việt Nam mình rất là trẻ, cho nên là cái đó là cái hướng tới để có thể mình đừng ngại. Nói chung là Hương một số vấn đề là Hương trước đây chưa tự tin để mà mình làm việc đó, nhưng mà với thời điểm hiện tại thì Hương vẫn cứ chia sẻ. Mình cũng không biết là người nào là một người mà có tiềm năng, nhưng mà mình cứ chia sẻ và khi người ta đón nhận thì lúc đó mình bắt đầu để khai thác họ. Thì đấy, cái đó là cái mà Hương tâm đắc trong buổi học ngày hôm nay, đó là tuyển dụng về cái nhìn thấy có nguồn người rất là trẻ đối với người dân Việt Nam mình. Xin cảm ơn cả nhà mình. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Đinh Hương rất là nhiều đã chia sẻ với chúng ta. Như vậy trong chương trình buổi sáng của chúng ta thì hôm nay cũng là ngày chủ nhật, nên nếu như quý anh chị nào chúng ta đã có những cái công việc riêng mà chúng ta có thể giờ cũng hơi lố một chút xíu để quý anh chị chúng ta có thể tham dự, và nếu quý anh chị nào mà chúng ta đang còn có thể thêm thời gian thì chúng ta có thể cùng ở lại, chúng ta giao lưu với nhau thêm một vài phút để giúp cho chúng ta có được tăng góc nhìn và tăng năng lượng để chúng ta cùng khởi động, bởi vì hôm nay là ngày mùng 9 cả nhà nhé. Hôm nay là ngày mùng 9, cũng là một trong những cái ngày hết sức tuyệt vời. Nếu quý anh chị mà để ý phong thủy thì hôm nay cũng là ngày đặc biệt, cũng ngày tốt, và ngày mai sẽ là ngày vía thần tài. Đấy, quý anh chị chúng ta cùng chuẩn bị sẵn sàng để cho chúng ta khởi động những cái tuần mới, ngày mới, tháng mới và lộ trình mới, và để chúng ta bắt đầu trên những cái lộ trình thành công mới của chúng ta. Đấy, hôm nay còn chị Nguyễn Hương chỉ có chia sẻ thêm điều gì, và chị muốn chị Vía thần tài, anh còn câu cuối cùng anh nói chuẩn bị tiền để mua vàng. dạ Cảm ơn anh Bác, chào cả nhà mình. Bây giờ vía thần tài mua vàng là xưa rồi, bây giờ ai tích được nhiêu vàng ngày đó đem vàng ra cúng, nhưng ngày đó giờ mua vàng là nó không có, nó khó lời lắm. Chào cả nhà mình, thì thực sự ngày hôm nay mình học được cũng rất nhiều. Những cái mà Hương thấy nó rất là đơn giản, như là ưu thế về công ty, về sản phẩm, về chính sách rồi này kia, thì mình lại pick được là những cái mà gần gũi nhất để mình đi chia sẻ cho đối tác. Cái thứ hai thì đôi khi mình vô mình uống sản phẩm, mình thấy sản phẩm tốt quá rồi mình hay tập trung đi đi bán hàng, thì bây giờ mình phải cài đặt lại tư duy, đó là để muốn xây dựng lớn mạnh trong Care For thì phải tuyển dụng, hay gọi là bảo trợ. Bây giờ là Hương lại lại đổi qua bảo trợ.
Bảo trợ thì mình sẽ làm được theo các số nhân, đó là nhân 3 hay là nhân 5 hay nhân 4, đó là tùy theo mỗi người. Và khi cấp số nhân như vậy thì mình sẽ dễ hoàn thành được cái mục tiêu của mình. Một cái nữa là mình biết được là dân số Việt Nam đang trong cái giai đoạn là dân số vàng. Cho nên là một trong những cái lợi thế để mình chia sẻ về cho tìm các đối tác. Và cũng thêm một thông tin thì cả nhà mình thấy là ở toàn đất nước Việt Nam mà chỉ có khoảng 1 triệu dân là làm kinh doanh theo mạng thôi. Thế thì còn 99 triệu dân còn lại thì chờ chúng ta. Cho nên là với dân số hơn 100 triệu dân thì nếu như mà mình liên tục hành động thì chắc chắn mình sẽ tìm được những con tàu vàng. Đó là những, và một cái nữa là gì? Hương cũng bây giờ cũng tập là gặp ai nữa thì người tiêu dùng hay là người mà làm thêm hay là mình chia sẻ về đối tác thì mình cũng tập chia sẻ về giấy A4, tập giống như anh Khoảnh vậy. Còn trước đây là Hương hay hay nói, nghĩ là nói là người ta sẽ nhớ, nhưng đôi khi mình nhớ chứ người ta đâu có nhớ, là phải trình bày trên giấy A4. Và em Hương thấy rằng khi mà bắt đầu em Hương tập lại cái thói quen như vậy thì hầu như là mình đi chia sẻ giấy A4 thì hầu hết là người ta sẽ xin những cái tờ giấy đó để về người ta xem lại. Cho nên đó là cũng là một cách để cho mình luyện tập, để cho mình học nó được nhớ nhớ lâu hơn và nó đi sâu hơn. Làm bây giờ thì mình làm sâu làm chắc. Nhưng cả nhà mình đó là những cái mà sáng nay em Hương học được. Cảm ơn cả nhà mình ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hương rất là nhiều với những cái chia sẻ tuyệt vời. Và để chia sẻ chốt chương trình, chúng ta cùng chào đón sự trở lại của Mã Hạnh. Vâng, Mã Hạnh hôm nay có điều gì chia sẻ với cả nhà, xin mời Mã. Xin chào cả nhà, xin chào đầu năm mới, xin chào Hữu Lĩnh Phạm và Hữu Lĩnh, tất cả thôi, tất cả trong cả nhà đều mạnh khỏe, đều khỏe. Thứ nhất là học Zoom trong buổi sáng hôm nay, trong cái lĩnh vực là công ty Care for tiền thân của là New May thì nay vô 11 năm. Thì hồi sáng giờ chia sẻ cái nào cái tư duy của mình, cái công ty giúp cho những người nghèo, những người tiêu dùng trở thành người người nghèo trung bình, người trung bình trở giờ người khá trở thành người giàu, thì coi như giờ không biết nói gì hơn. Bữa nay là cũng nói là ví dụ giờ là tất cả đều hồi sáng giờ Hữu Lĩnh Phạm chia sẻ, Hữu Lĩnh Hồng, Hữu Lĩnh Hương coi tất cả đều, Hữu Lĩnh Bắc đồ ai chia sẻ cũng đều là giúp cho những người nhà phân phối, nhà tiêu dùng trở nên nhà phân phối, công ty đi chia sẻ từng từng cái từng điểm buôn bán cho những người nhà phân phối cho mình, không có công ty nào được ưu ái như vậy. Đó là càng ngày càng nâng cấp thêm. Thứ nhất là lúc đầu 72 giờ đầu, nay 24 giờ, mà sản phẩm mình tính kỹ ra nó rẻ hơn, nó rẻ hơn là lúc 10 năm trước nữa đó. Mình tính cho kỹ ra, không phải sản phẩm dở mà nó hạ giá, nhưng công ty mình để tìm cách để giúp cho người tiêu dùng nhà phân phối của Việt Nam mình phát triển nhiều hơn, vừa có sức khỏe vừa có kinh tế. Mà tại vì mình tin mà mình chưa được đi sâu sắc, đó là chưa được đi sâu sắc với khách hàng, chưa đi sâu sắc với công ty, chưa tìm hiểu rõ, mình còn kinh doanh lơ là những người tiếng ngang tiếng bạn tiếng tên tiếng dưới công ty rất giúp đỡ cho mình. Bản thân mình không nỗ lực, bản thân mình chưa đi ra thị trường nhiều, thành ra chưa thành công. Chứ tính khi đi nghĩ lại là